Thế á, đâu trái đất đâu, chỉ bố xem nào. trái đất tóc cũng đu rồi đây. Thế còn cái vòng vàng là cái gì? Đấy. Cái vàng vàng là cái mặt trăng để lưu cái này không để lưu cái này quay chậm chậm. À, mặt trăng là giữ trái đất quay chậm mà. Đúng. À, thôi con vẽ tiếp đi bố xem nào. Thôi mặt trăng tin Nó thích cái bé bé này là cái tin gì? Đấy, cái bé bé này là cái gì? À, cái mặt trăng á, thế còn cái to to này là trái đất à? người ta Thế còn cái này?